Kính thưa quý vị và các bạn, rất là vui nay qua kiểu Hùng Thi là giới thiệu bị hoa nó đang nở rộ các bạn, cây tường quy Thái bông màu hồng rất là đẹp luôn nha các bạn. Thì Hùng Thi có nhận là ship cái cây tường quy Thái này toàn quốc cho các bạn nha. Các bạn có muốn mua một vài chậu hoặc mua nhiều đó thì vui lòng liên hệ với Hùng Thi 0918708965 nha các bạn. Hùng Thi nhận ship cái này toàn quốc cho bạn luôn nha. Cây tường quy Thái này nó có cái màu hồng nha các bạn, và chúng ta cũng có luôn cái màu trắng nè, và màu hồng nhạt và cái màu tím nhạt nữa nha các bạn. Tổng cộng nó có khoảng 4 màu nha các bạn. Và thêm một cái loại rất là đặc biệt, nó là cái lá màu tím thì nó sẽ ra cái màu đỏ hồng nha các bạn, rất là đẹp nha. Thì các bạn có mua cây tường quy vui lòng liên hệ với Hùng Thi với số điện thoại là 0918708965. Cây tường quy đây là cái trước mặt chúng ta là cây tường quy một cốt nha các bạn. Mình đang nuôi một cốt, gia đình của em nuôi một cốt để bán cho mấy người thích chơi kiểng một cốt nha. Còn cửa em giao các bạn là có những cái sản phẩm nó khác nữa, thì mình sẽ đi lại cái cây tường vi đó, mình sẽ giao các bạn nha. Đây, cây tường vi mình sẽ giao bạn, chiều cao nó khoảng tầm 50-60cm nha các bạn. Đây, bông rất là đẹp luôn các bạn nha. Đây, các bạn thấy chưa? Đó, rất là đẹp luôn. Đó, mấy bạn mua một chậu, thấp nhất là hai chậu thì Hùng Thi sẽ đóng gói cho các bạn và sẽ gửi đường bưu điện tới nhà chúng ta luôn nha các bạn. Nhớ, đặc biệt các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của mình Hoa Kiển Hùng Thi Vlog nha các bạn. Cơ sở Hùng Thi cung cấp cho các bạn rất là nhiều luôn, hàng công trình luôn. Và bông, giới thiệu các bạn, mặt bông rất là đẹp các bạn ơi. Không có gì mà đẹp bằng hoa tường quy hết, mang lại sự may mắn. Quá trời bông các bạn thấy không? Nó đẹp tuyệt vời luôn nha, thấy chưa? Quá đẹp luôn, cái bông tường quy cực kỳ nha các bạn. Hãy liên hệ ngay em hotline 0918708965. Hoa tường quy rất đẹp các bạn ơi, gió nó đung đưa nè. Gió đung đưa rất là đẹp nha, ủng hộ Hùng Thi nha, 0918708965 nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.